FastX thống trị thị trường Trung Quốc. Phần 10 thuộc thương hiệu quá nhanh quá nguy hiểm đang sừng vương tại phòng vé Trung Quốc, bỏ xa các đối thủ khác. FastX, tựa Việt, Fast và Furious 10 đang có một khởi đầu thuận lợi với thành tích dẫn đầu phòng vé Trung Quốc, CBA đưa tin ngày 22 tháng 5. Tại thị trường tỷ dân, phần mới nhất trong thương hiệu Fast và Furious kiếm được hơn 80 triệu USD trong tuần đầu công chiếu, theo số liệu thống kê của N Group. Tác phẩm vượt qua nhiều dự án lớn bao gồm Guardians of the Galaxy Vol. 3 của Marvel Studios hay Bon Tò Bay. Trong một thập kỷ qua, Trung Quốc luôn là thị trường béo bở với loạt phim Fast và Furious. Chẳng hạn, The Fast and the Furious 2017 đã rớt túi 1,2 tỷ USD, trong đó mùng 1 tháng 3 doanh thu tới từ thị trường này. Hay gần nhất, F9, The Fast Saga 2021 cũng kiếm được tổng cộng 217 triệu USD tại đây với thành tích mở màn. 136 triệu USD. Tại Việt Nam, FastX cũng đang làm mưa làm gió ở các cụm rạp trên toàn quốc. Chỉ sau khoảng 4 ngày phát hành, doanh thu hiện tại của phim lên tới hơn 42 tỷ đồng. Riêng trong sáng ngày 23 tháng 5, bom tấn nhà Universal Pictures dắt túi thêm 1,5 tỷ. Cuối tuần qua, FastX vượt mặt Lật Mặt 6 của Lý Hải để vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp phòng vé. Với hơn 356.000 đầu vé được bán ra trên tổng số gần 10.000 suất chiếu. Thành tích này giúp FastX trở thành phim Hollywood có tốc độ tăng trưởng doanh thu ấn tượng nhất nhì tại nước ta trong thời kỳ hậu đại dịch. Với tình hình hiện tại, phim dự kiến sẽ sớm vượt qua cột mốc doanh thu 100 tỷ đồng tại Việt Nam. Trước đó, số phim làm được điều này chỉ đếm trên đầu ngón tay, chủ yếu là các dự án thuộc những thương hiệu đình đám, chẳng hạn Spider-Man, No Way Home, Thor 4, Doctor Strange 2, Avatar 2. Không riêng Việt Nam và Trung Quốc, FastX còn đang làm mưa làm gió tại nhiều quốc gia khác. Theo Box Office Mojo, doanh thu phim trên toàn cầu đạt gần 319 triệu USD chỉ sau 3 ngày công chiếu.